Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Cường. Ngày hôm nay thì Cường có một cái chủ đề khá ngắn thôi. Đó là Cường sẽ giới thiệu cho anh em về một cái đùm theo chuẩn mới. Thực ra thì đây, anh em nhìn thấy là bên phải, tay phải của Cường đây là một cái đùm của hãng Zito R2. Và bên đây là một cái đùm theo cái chuẩn cũ. Thì Cường sẽ so sánh và để cho biết sự khác biệt giữa hai loại đùm này, lợi thế của hai đùm này nó như thế nào và ưu nhược điểm của hai loại này đùm này. Hai đùm này thì anh em thấy là nó đều sử dụng phanh đĩa nha, để hỗ trợ phanh đĩa, nhưng nó có sự khác biệt là cái đùm Zito R2 ấy, thì nó sẽ sử dụng phanh đĩa theo chuẩn gọi là center knock, tức là nó đây, anh em nhìn thấy này, đây là chuẩn center knock. Còn cái đùm của theo cái chuẩn cũ này, tức là chuẩn của các xe Shimano, ở đây cụ thể nhất là cái đùm Cường tháo ra từ xe Giant, thì cái đùm này là sử dụng là phanh đĩa 6 ốc. Mình có cái loại phanh đĩa hôm nay thì Cường không có đây, đặt ở đây và nó có 6 cái ốc để vặn vào. Đây là sự khác biệt thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái đùm bên đây ấy, thì nó là chuẩn cho 8 lít, còn bên này thì anh em nhìn thấy là nó hỗ trợ HG 11 lít rod, tức là theo chuẩn của dòng rod nha. Tất nhiên là còn một cái đùm khá phổ biến, đó là chuẩn mới, đó là chuẩn boot, thì nó sẽ phổ biến trên các dòng của MTB, nhưng mà ngày hôm nay thì Cường chỉ giới thiệu cho hai loại đùm này. Thứ hai của hai cái đùm này đó là về độ dài của hai cái trục. Đây, anh em thấy là với cái chuẩn QA này, tất nhiên là QA này là cái chuẩn phổ biến nhất rồi, thì anh thấy là kích thước của nó sẽ là khoảng chừng 135mm. Đây. Khoảng 135mm. Đấy, còn cái chuẩn mới này thì nó là đùm sau nhé, nó là 142, còn nếu mà với cái đùm trước thì giống nhau, tức là một độ dài là giống nhau, nó cũng là 100 thôi. Còn đấy, thì cái này là 142 đó, tầm đó, tức là theo chuẩn của họ là chuẩn TIA hay là True Atlas đó. Là 142 đó. Thì đi kèm với việc mà nó khác cái độ dài này và cái độ của cái trục, cái ti nó sẽ khác nhau. Ti bên này họ sẽ sử dụng ti nhỏ, còn bên này là ti lớn. Đây là hai cái ti, đây ti của một chuẩn 135 này, QA, chuẩn QA đó. Thì anh em thấy là nó sẽ như này, nó nhỏ và nó đi vào đây. Còn cái đùm này thì nó sử dụng ti to hơn, 142. Thì tất nhiên là với đùm chuẩn mới thì anh em thấy là cái ti nó to hơn, thì đồng nghĩa việc là nó sẽ chắc hơn, độ ngang rất hơn, thì cái độ ổn định của cái bánh sau của mình cũng sẽ tốt hơn. Và đương nhiên còn một vấn đề nữa, đó là liên quan đến trọng lượng. Tại vì với cái trường hợp mà sử dụng cái ti mà ti nhỏ này, chuẩn cũ này, anh em thấy là nó sẽ nặng hơn so với lại cái một cái ống ti lớn như này, nó chỉ có như này thôi, còn đây nó còn thêm hai cái ti bật ở hai bên rồi hai cái đầu ốc, hình ra là trọng lượng nó sẽ lớn hơn. Quay trở lại chi tiết với cái đùm Zito R2 này, thì cái chuẩn này là đùm này là chuẩn cho dòng rod, anh em nhìn đây này, HG 11 rod. Thì với trường hợp mà với có chữ rod này thì anh em thấy là 11 nip ở đây nó sẽ dài hơn một chút xíu so với là chuẩn MTB hoặc là chuẩn Touring. Nên anh em mà mua cái bộ nip mà 11 nip của MTB thì anh em có thể gắn vừa vào đây. Tuy nhiên nếu như anh em mua bộ nip mà 11 nip cho chuẩn rod thì có khi anh em sẽ không gắn vừa cho các cái đùm 11 nip của MTB. Đây là một điểm anh em cũng cần phải lưu ý. Ngoài cái việc mà ở đây là sử dụng thắng đĩa center knock ở gắn bên đây, thì anh em thấy là trên đùm của Zito R2 này thì nó sẽ sử dụng cái chuẩn gọi là chuẩn căm thẳng.
Đây, Cường có một cái cây cầm thẳng, anh em thấy là nó không có phần bẻ ở vuông góc ở ở cái đầu này mà nó thẳng. Đây anh em thấy này, mình sẽ vần nó vào. Một vấn đề tiếp theo mà của cái đùm này đó là, thực ra cái đùm này mặc dù là cái chuẩn của chúng ta là chuẩn TIA 142, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể sử dụng chuẩn cũ hơn, đó là chuẩn nó có một cái cáp, mình thay đổi hai cái nắp bên đây, mình có thể sử dụng với cái ti của chuẩn 135. Thì để thay đổi thì anh em chỉ cần rút nó ra thôi, anh em rút mạnh vào đấy, nó sẽ bung ra một cái đầu, mình có thể thay một cái cáp đó, anh em đẩy vào nó cắt một tiếng là ok. Tương tự cái đầu này cũng vậy, anh em đẩy cái cáp thứ hai vào đó, nó cách một tiếng xong. Và bây giờ thì anh em thấy rồi, mình có thể sử dụng với chuẩn. Trước khi gắn lại thì chắc là để Cường tháo ra cho anh em biết là cái chuẩn gọi là chuẩn ratchet đây, nó khác với lại cái việc mà anh em các cái loại đùm chuẩn cũ này, thì ở trong này họ sẽ sử dụng các đùm loại cũ ấy, thì họ sẽ sử dụng các cái ngàm ở ngoài Bắc thì gọi là cá, ở trong phía Nam thì anh em gọi nó là chó. Khi mà mình tháo cái nó cáp ra, anh em có thể tháo ra, anh em nhìn được cái đó, anh em thấy không? Đây là một cái cái này trong hôm nay Cường chỉ mở cho anh em xem thôi nên Cường sẽ không tháo. Thì trong này nó có cái bánh răng, ở đây là 36T, tức là tương đương với 36 răng, thì nó sẽ ở đây nó cũng sẽ có 36 cái răng. Còn anh em mà thích kêu nó to hơn hay gì, anh em có thể mua các cái loại bánh răng khoảng 60 răng, 60T, thì anh em mua anh em thay vào đây thì cái âm thanh gọi là chó nó sẽ đuổi anh em rất là nhiều đấy, tại vì nó kêu rất là to. Đấy, anh em thấy không? Nghĩa là cái đùm của Zito R2 này anh em có thể sử dụng với lại những khung xe mà hỗ trợ đùm chuẩn QA cũ là 100 bánh trước là 100, bánh sau là 135, và anh em cũng có thể sử dụng với chuẩn đùm TIA. Và những cái xe đời mới hiện tại như là Gravel hay là những chiếc xe đua hay là thậm chí một chiếc Touring, thì Cường thấy rằng là hiện tại là các khung xe đời mới thì họ đều hỗ trợ chuẩn TIA cái trục này.